Năm 1962, nhạc sĩ Phạm Duy từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuột đi công tác siêu tầm dân ca, dân nhạc của những sắc dân tại cao nguyên miền Nam. Lúc này, tôi cộng tác với đài phát thanh Ban Mê Thuột đã hơn một năm, từ năm 1960. Ông Nguyễn Hân, trưởng đài phát thanh Ban Mê Thuột, giới thiệu tôi với nhạc sĩ Phạm Duy qua những chương trình ca nhạc bằng năm thứ tiếng ED, Gia Rai, Bana, Mờ Nông, Xê Đăng mà đài đang lưu giữ trong băng đĩa. Ông Hân lại nhờ tôi dùng xe ô tô riêng đưa Phạm Duy đi thăm những buôn làng quanh Ban Mê để gặp những nghệ nhân và xem những nhạc cụ. Sau 4 ngày ở Ban Mê, trước khi về lại Sài Gòn, anh Phạm Duy có nói với tôi là tôi cứ tiếp tục công việc siêu tầm và lưu ý tôi nên theo gương anh ấy đã làm vào những năm đầu thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1947. Nên giữ âm hưởng những làn điệu gốc nhiều hơn, không nên cải biên hoặc phóng tác quá xa những âm hưởng gốc như anh ấy đã từng viết Nhớ Người Thương Binh, Dặn Dò, Du Con. Tôi cũng đã tặng anh Phạm Duy 2 tập nhạc Đẹp Miền Cao Nguyên 10 ca khúc và Nhịp Sống Núi Rừng cũng 10 ca khúc và một số những ca khúc dân ca tôi đã ký âm. Sau đó, vào năm 1963, Phạm Duy đã gửi tặng tôi tập nhạc Một Mẹ Trăm Con gồm 6 ca khúc: Một Mẹ Trăm Con, Chiêng Trống Cổng, Anh Mau Về, Mùa Xuân Trong Buôn, Ngày Mùa. Trên bìa ngoài của tập nhạc này, anh Phạm Duy cho in hàng chữ riêng tặng anh Văn An. Nguyên do là bài Một Mẹ Trăm Con anh Phạm Duy đã viết theo bài dân ca Gia Lai Hơi Anai Linh Em Nhớ Anh, do tôi vừa ký âm theo tiếng hát của Ri Trâm Thân để gửi tặng anh Phạm Duy trước khi anh ấy về lại Sài Gòn. Cũng dựa vào bài dân ca này Hơi Anai Linh ở Ban Mê Thuột, tôi viết ca khúc Buồn Tôi.